Rồi, xin chào các bác. Thì cái con máy này nó bị cái lỗi là vọng mic các bạn. Thì V60 nó cũng khá là hay bị. Em thấy cũng có một vài bác kêu bị 8378. Thì con máy này là con máy bản version các bác nhé. Cho dùng cái lệnh này. Đây, các bác vào test cái mic. Đây, đây cái mic là phần lockback đây. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó kêu o này. Kêu o luôn các bạn nhá. Mic khác không sao này. Mic trên ok này. Mic không ok này. Đó, cái mic dưới cũng ok. Chỉ duy nhất cái mic mic audio này. Là mic này này. Là nó kêu. Ok, em sẽ tiến hành em tháo máy ra nhá. Tí nữa là sửa xong em sẽ quay lại. Rồi các bác, thì vừa rồi cái con máy này nó bị cái lỗi vọng mic các bạn. Thì em đã sửa xong rồi đây. Test lại cho bác ấy yên tâm. Rồi, đây. Đây, vào gần mic này. Đấy, mic dưới đấy. Đấy, nó không bị hú như nãy nữa các bác nhé. Nhân tiện cũng test lại hết các mic. Ok. Ok luôn. Ok, mic còn bình thường hết các bác nhé. Đó, và cái gì nhỉ? Lúc nãy em cũng có lắp cái sim của em vào rồi. Đây, các bác có thể thấy em lắp cái sim của em vào rồi. Và gọi điện cho bác ấy để bác ấy xác nhận là nó không bị vọng nữa. Đây, em lắp sim vào rồi đây. Em có lắp cái sim vào đây. Nhưng mà cái này các bác này, cái bản version ấy thì cái mã đầu của nó bị khác các bác nhé. Đấy, nó không phải là cộng 84. Rồi, ok. Ok, chào các bác, con này xong rồi.